Sau đây xin mời các bác hãy cùng dành vài phút để chúng ta cùng tìm hiểu và cùng lắng nghe anh Phương trình diễn một đoạn ca khúc với một bộ mic có dây rất hay. Đây là hàng mic bái cực kỳ chất lượng để cho các bác có thể gọi là hát karaoke gia đình rất hay các bác. Hòa bình ơi, tình yêu em như sóng biển rộng, tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tất cả biển đông. Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi, sao em nỡ lòng kẻ đời người trông, sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng, sao em nỡ lòng. Lại trầm nó xuống rất là sâu và rất là hay, tiếng mic sáng và nhẹ. Xin mời các bác hãy cùng dành vài phút để tìm hiểu về sản phẩm ngày hôm nay. Xin mời các bác. Trung tâm điện tử Anh Phương xin chào tất cả các bác. Tiếp tục những cái series hàng ngày hôm nay thì anh Phương lại về một lô sản phẩm hàng bãi dành cho anh em, những anh em mà thích chơi những hàng gấu, hàng chất với giá thành thì lại như kiểu hàng thanh lý. Đấy. Có hai cái điều mà nó rất là hay là này, hàng rẻ đấy nhưng mà phải chất đấy, hay còn gọi là tiền ít nhưng mà phải thịt nhiều đấy. Giống như kiểu thời sinh viên mà đi ăn cơm quán bụi đấy, cô bán cơm cho cháu gọi là 500 nhưng mà phải vừa đậu vừa thịt nhưng mà phải cho nhiều à. Đấy, đúng cái thời sinh viên luôn. Thì ngày hôm nay thì anh Phương đang về một lô sản phẩm dòng mic có dây hàng xịn của hãng Gold. Không nhiều đâu các bạn, em tuyển được có mấy bộ thôi, tất cả là 10 bộ hàng Gold tay nặng trịch, rất chất. Các bác nhìn cái chất mic này, mic này mic mới ăn sao được các bác. Đấy, dòng mic Dynamics của hãng Gold. Với này có một hãng nữa, có hai hãng. Hãng này là hãng Vodka King. Đấy. Ở trong gia đình thì nói chung là các bác cứ thủ sẵn một bộ mic có dây như thế này. Nếu như mà không có khách đấy, mà chúng ta muốn hát hay đấy. Có khách thì đương nhiên là chúng ta đông người thì chúng ta có thể dùng mic không dây cũng được. Hoặc là ví dụ như trong trường hợp mà có khách mà đang hát mic không dây nó hết pin, chúng ta có thể sử dụng cái dòng này. Mà nếu như hát trong gia đình mà chúng ta hát mic có dây thì chắc chắn là nó sẽ có thể là với dòng mic bãi này nó còn hay hơn cả mic không dây luôn các bạn. Bởi vì sao? Với mic không dây thì cái tín hiệu mà chúng ta thu âm nó qua cái đầu thu mic, sau đó nó được vào cái hệ thống xử lý trong này, nó truyền dẫn và nó chuyển cái tín hiệu đó thành tín hiệu điện, dao động điện. Từ cái tín hiệu này nó phát sóng, nó chuyển về đầu thu. Đấy. Sau đó đầu thu nó thu được thì bắt đầu nó mới bắt đầu là xử lý. Rồi là nó mới đưa ra cái tín hiệu để đưa vào dàn máy. Thế trong khi đó thì trong quá trình truyền dẫn hoặc quá trình xử lý, nếu mà mic mà không tốt thì nó sẽ suy hao, cũng như là cái chất lượng âm thanh nó không còn chuẩn nữa. Thế thì nhiều anh em nói rằng là mic có dây, đường truyền dẫn nó truyền dẫn thẳng qua dây dẫn, cho nên là nó không phải gọi là suy hao hoặc là bị méo tiếng, méo âm. Cho nên nếu mà mic không dây mà đời thường thì chưa chắc đã ăn được cái dòng mic có dây đời cao. Đấy. Và đặc biệt là mic bãi. Đấy. Ngày hôm nay thì em xin gửi tới các bác 10 bộ mic này với giá thành chỉ có 500 ngàn đồng một bộ. Mic rất là đẹp, một bộ mic bãi này có 500 ngàn. Hàng này nếu các bác mua mới nó rơi vào khoảng độ 1.8 triệu, 1.8 triệu đến 1.5 triệu đồng một bộ. Còn khi các bác mua bãi như thế này, hàng rất là chất, còn nguyên bản 100%, sơn si nguyên bản, giá của nó chỉ có 500 ngàn đồng. Bác nào có nhu cầu đầu tư đến dòng mic này thì alo cho em nhé. Hiện tại em hôm nay em chọn được có 10 bộ với hai thương hiệu chính, đó là Vodka King và Mic Gold, dòng mic Dynamic. Đấy. K2000M Vodka King, Vodka King tiếng rất hay. Hai con này thì nói chung là em thử rồi, tiếng rất tròn chỉ. Bác nào có nhu cầu đầu tư đến một trong những bộ mic này
hãy gọi cho em. Đấy, ví dụ như bình thường thì trong nhà cứ thủ sẵn một bộ này, ví dụ như là tối tối nghêu ngao cắm cái mic dây này vào hát nó sướng, hát nó thật tiếng và nó chuẩn. Đấy, còn mic không dây thì dành cho khi nào có khách. Ok chứ các bác. Với tư vấn cũng như với quan điểm như vậy thì bác nào có ý định đầu tư đến mic không dây thì ngày hôm nay có 10 bộ đây. Bác nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. 10 bộ này sẽ bán rất là nhanh, mở giá có 500.000 một bộ thôi. Thì bác nào đầu tư alo cho em sớm nha. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Đầy đủ dây rắc cho các bác luôn. Một bộ mic và một bộ dây dài 5m, chống nhiễu, chống gãy gọc. Đấy. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bác.